Nên cũng xin chào cô chú anh chị ha. Thì bữa nay Nên sẽ quay lại điểm cũ Nên đặt nè cô chú anh chị. Điểm này hôm bữa Nên đặt trúng lắm nè. Nên đặt được mười mấy ký nè. Giờ Nên quay lại Nên đặt lại ha. Tại hôm bữa Nên đặt thì người ta chưa đốt gom. Giờ này người ta đốt gom hết rồi. Phong cảnh buổi chiều hả cô chú anh chị. Nè, cái ao bông súng nè. Ngày mai chắc năm nào mới đẹp. Giờ này nãy có mới có người hái nguyên xuồng luôn. Con súng cộng dài dài không. Phong cảnh buổi chiều. Giờ này chiều hả cô chú anh chị. Thì Nên cũng đặt xong rồi nè. Nên đặt xong rồi. Nãy giờ Nên lo đi đi đặt mấy cái gặp chuột cống á. Nên thấy nay ra đường cũng im nè. Nên đặt là điểm cũ. Bảy Nên đặt nè. Nói chỗ ta đốt gom á, cái dưới có mưa chạy cái thấy đường thấy dấu dò cái mình canh hay mình đặt đó. Nên bắt đi có bắt về có, mà đa số thì nên đặt nên bắt mình bắt chuột về thì nhiều hơn là chuột đi. Giờ thì nên sẽ lội vô ha, lội vô chúng chạy chứ giờ này cũng chịu rồi, phát thanh lên nãy giờ rồi. Rồi thì Nên cũng hẹn cô chú anh chị lại tối nay ha. Chừng nào Nên có đi thăm á thì Nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem. Mệt không? Mệt thế màu luôn mệt. Đuổi theo. Đúng rồi. Một con. Rồi thì Nên cũng xin chào cô chú anh chị buổi tối luôn ha. Bắt đầu hai chồng Nên tiếp tục hành trình đi thăm chuột đêm. Đây bà xã này nè. Thì Nên mời cô chú anh chị cùng đồng hành với vợ chồng Nên thăm bẫy ha. Mình rằng hôm nay sẽ có lý rồi. Hôm nay sao không thấy gì giờ. Bữa hổm chuột thấy chạy quá trời luôn. Còn bữa nay sao Nên thấy heo quẹo không? Rồi. Sợ không dính nè. Đi ra bị rồi. Nãy thấy đèn bên này nè. Nãy Nên thấy có cái đèn của chú anh chị. Đèn đèn bên đây bên luồng 7 Nên nè. Mà Nên tuốt mì bên kia Nên chạy qua không kịp. Nên chạy qua mất tiêu cái đèn này. Nó hay quá hay vậy. Gặp cũng Nên gặp cũng Nên bị đổ nè. Bị đổ gặp rõ ràng luôn. Có đặt đây mà ừ. Còn cái chuột nè. Nè còn ông chuột nữa nè. Còn cái chuột đây nè. Đổ gặp Nên nè. Nè, gặp Nên đặt ngay đây nè. Nên ghim cái cờ lại gì nè. Mày văng cái cờ ra. Cái cờ văng đây, cái gặp văng đây tuốt này. Cái gì đó dính ra. Khuất khuất thì còn. Còn mà mấy cái này ấy, nãy Nên tự bên kia Nên chạy qua bên này chạy không kịp luôn. Hay quá hay vậy. Nhìn Nên nhìn gặp là Nên biết là có bị phỏng tay trên nè. Đây thường Nên đặt bẫy Nên ấy cho nó. Cái này sập không dính nè. Nè ha. Đổ Nên trên nè. Mấy cái này là Nên đặt Nên ghim cờ lại trên luôn. Mà giờ cái cờ nằm ngoài, cái gặp nằm ngoài nè. Nguyên nguồn bẫy của Nên bị phỏng tay trên chứ hả chúng kia. Dính cũng yếu mà bị đổ hết trơn. Đã đen cái nè, dục cờ luôn kìa. Nè nó giò nè. Thì nè bự. Hay trời đói gì dữ trời. Đó đó. Đặt dưới nè. Đặt ngay nè. Bó tay thì Nên thấy cái đèn rõ ràng luôn mà Nên chạy xiết qua mà Nên chính là Nên không có mở đèn á, Nên tắt đèn Nên chạy qua không á, chạy đuổi đuổi vậy đó. Vậy mà qua Nên qua gần tới là mất tiêu đèn á, giờ không thấy đèn á, nó gọi đâu luôn. Hay động trời gì
700 đó. Hay thiệt hay. Này chắc đi về luôn là vừa. Đặt sẵn cho ăn không? Rồi chuột chạy vô mà không sập bẫy luôn. Kìa, bị đổ luôn rồi. Thấy là biết bị đổ rồi. Cái đó, cái đó ghim cái gặp lại đó. Mà giờ không có ghim nằm ngoài đó. Này. Nên đặt mấy mé gì nên bắt về là thường nên lấy cái cờ nên ghim cái gặp chân nè. Mượn cái hết mượn luôn. Mà bị. Bữa nay như là bữa nay đói nữa. Đói tiếp tục. Nè đây cái nè. Nè. Đổ xong dục tùm lum nhân. Nên ghim gặp lại hết trơn. Rồi không còn con nào ăn luôn. Đổ dục ra gặp tùm lum nhân. Đây dính con nhỏ nè. Con nhỏ này mới còn hay nè. Nào dính con bự đổ dục gặp lên nè. Bó tay thì rồi, hai chồng lên thăm cũng xong rồi cô chú anh chị. Chưa có lần nào mà thăm mau như lần này. Nói chung là đổ sạch cũng nên chứ cô chú anh chị. Trừ lại được mấy con chuột nhỏ. Với mấy con này dính sao nè. Mới dính nè. Còn được cái hai. 2, 4, 6 con. Còn được 6 con chuột. 6 con chuột là dính sao nè. Đó con đó chuột nhỏ mà. Đổ nên một đống luôn. Nói chung là nguyên vàng gặp nên từ đằng này dài lại đến đằng kia là hết nguyên vàng gặp nên là đổ sạch hết trơn luôn chứ. Nào dính nó đổ sạch hết trơn luôn. Nãy nên thấy cái đèn nó đi đâu rồi tới khúc ở đằng này nè. Mà nên tắt đèn nên không có nên đi qua nên thấy cái đèn nó là khúc ở dưới này dưới kia rồi. Là tự bên kia nên ban qua nên chạy không kịp nữa. Nhanh quá nhanh. Nên chạy qua tới đây là thấy còn ánh đèn đó, chạy qua tới đây mất tiêu ánh đèn đó. Là không thấy đèn nó luôn. Không thấy đèn luôn, gom nó đổ sạch sẽ cho nó. Hên là nó không thấy gặp mai. Rồi tối nay chắc ngủ không yên luôn rồi nè. Còn được mấy con chuột nữa. Rồi, thì nên hẹn cô chú anh chị lại sáng mai ha. Nào nên có đi thăm thì anh sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem. Rồi buổi tối chúc cô chú anh chị ngủ ngon, bye bye. Nay là chích đói, hai vợ chồng chích đói nữa rồi đó. Đây, một em bên kia. Đây anh em hai em. Thì nên cũng xin chào cô chú anh chị ngày mới luôn ha. Thì giờ này thì bữa nay nên gom sớm ha cô chú anh chị. Tại vì bữa nay nói chung nên cũng ngủ không được luôn. Thì đi gom sớm. Tối nên bị đào đặt á. Tối nên thăm được có mấy con chuột à. Nên bị người ta đi trước người ta đổ hết trơn. Rồi tối nên dình, nên bắt mà bắt không được. Nên đi chạy qua không kịp. Tại từ ở bên chạy nên đi qua bên đây xa dữ lắm luôn. Xa lắm cho nên nên chạy đi không kịp. Nên chạy qua không kịp cho nên bị người ta đổ chứ. Nên thấy mới thấy cái bóng giác đèn này lên qua đi qua đó. Mà còn không kịp. Mà tối người ta đổ hết thì sáng này mong rằng có lý lên hả cô chú anh chị. Nãy giờ nên được bà con rồi bà xã nên nắng à. Cái gì? Gì đâu? Chuột cái gì? Giờ nên đi gom, hôm nay nên đi gom sớm luôn. Hồi nãy nên thấy có hai cái đèn ở dưới đó đó.
dưới đó là đi vô rồi ngay chăn luồng 7 của nó luôn, nó có hai đèn dưới, đi vô rồi ngay chăn luồng 7 của nó luôn. Nãy nên cũng chạy qua muốn mắc thở luôn. Rồi không phải của chú anh chị, người ta cái đó là hai người dân lưới chim, hai người dân lưới chim á, không phải. Có không vậy? Được mấy con hả? 4 con, 3 con bự, 1 con nhỏ. Nè bà sáng nè, chào bà. Nên không đem đèn cháy sáng theo gì hết luôn. Nên nãy nên đi thầm qua, đi lội bộ trong màn đêm. Để đặt cực khổ mà người ta đổ trơn, phải chi mà người ta đổ 1-2 con người ta ăn á, thì nên cũng không nói làm gì. Còn cái này là đổ cố ý á cô chú anh chị, đổ hết luôn, nguyên đi nguyên một luồng vẫy luôn, cái nào dính là đổ hết, không chừa cái nào hết. Nên bởi vì về sớm đi gom cho chắc cô chú anh chị, bởi vì thường thì nên để sáng sáng lên á, nên đổ rồi nên đi ấy. Còn có gì nên mới chia sẻ cho cô chú anh chị xem nó dễ hơn, nó là gì chứ thường không có. Thì nên ấy buổi tối ý nên đi gom sớm luôn, còn chục bự bự không ấy ra. Gặp yếu yếu ăn gì nó dễ gì thì nó có mấy cái này đường mòn im im không mà không dính đó. Có không? Này sao thập 2 cái mà không dính cái nào chứ? Thì khi chuột bự im lại rồi chút có dính như nào. Giờ nên đi gom mấy cái nào có dính á thì nên gom trước thôi cô chú anh chị, gom mấy cái nào có dính trước. Thì cái nào mà không dính á thì nên để lại chút xíu, nên đi lấy cái vỏ nên gom. Thì mấy chuột bự thì nó sạch hả, để là biết liền, nên biết liền à. Tại bẫy của nó nên ghim cờ chứ, ghim cờ đít á. Quất buổi sáng này hy vọng có vốn lên chút á. À, đang còn bự, đó còn cũng nhùm con nữa kìa. Ủi bay gặp luôn, chuột nào không để bả bắt kêu ác ác ác. Không còn ủ dân gặp chứ, mấy con bự lại dính con này vậy. Chụp bình bình không thấy không, để gặp mà đặt mà lơ mơ mơ rồi nó ủ hết trơn. Đặt mà không có cái bệ cái mỏ mình không bẻ ngóc lên nữa, nó đặt nó hơi cắm xuống á là chạy ủi chứ. Đèn con nè, giờ nên đi nên gom ba cái nào dính á mình gom trước, rồi cái nào không dính để lại chút gom sau. Tại cái hai cái vỏ nên bỏ tuốt miệng kia. Đó con nhỏ đây con nè, trên này con nè, mini luôn hả? Mười con. Ồ khôn quá, khôn đường nó chạy lên đó mà không dính luôn.
kìa, ủi gập luôn, ủi chóp gốc luôn. Con cơm luôn. Để đó con kìa. Giờ này chuột còn chạy hết vậy. Trời, ủi dân gặp luôn. Thì giờ này cũng đã sáng rồi nè cô chú anh chị. Sáng hả? Đó. Ông mặt trời thức dậy rồi. Chưa, không thấy à, chưa thấy ông mặt trời. Này nên là nên đặt theo cái đường bữa hôm lên chúng nè. Phong cảnh buổi sáng, sáng có hai người vừa đóng lưới giật chim. Nè, nên quay đây là bông súng à của chú anh chị. Đó, bông súng nhìn đẹp không? Sáng có mà ông đi nhổ bông súng à. Đó. Bông súng có bông, hôm qua ông nhổ hết một đống ông nhổ à. Một xù luôn, giờ này không nhổ nữa, hôm qua giấc chiều nên thấy không nhổ một đống luôn á, bữa nay nhổ tiếp. Sáng cây bông súng nở đẹp hả cô chú anh chị, để nên lại đẳng nên quay gần cho cô chú anh chị xem ha. Ô, chú anh chị nhìn thấy bông súng nở đẹp không, cái này mà có cái ao á, có cái ao á, trồng bông súng gì cũng tiền không nè, bán cũng tiền không luôn. À, sáng mà ông hái rồi, ông hái một đống rồi kìa. À, ông nhổ một đống rồi đó. Quá chừng rồi, bông nhìn đẹp ghê luôn. Nếm ngồi trên xuồng, nếm nhổ lên thôi. Dễ. Ngồi trên xuồng nếm cái bông bứt lên. Đã lên rồi. Cộng nồi cũng nó dài dài không, tại mấy cái ao này sâu mà, cho nên cộng nồi cũng nó dài dài không á. Rồi để nên đi lại tổng kết số chuột bữa nay cho cô chú anh chị xem ha. Nhạc ha, kể đi, nhạc nhỏ mà không sao đâu. Thì sáng hai chồng lên các giả gom cũng xong nè, được nhiều cũng được bà mua mấy con gì đó ha, kêu cả 40 con ta, chứ không tới 40 quá, nên đồ độ cũng cỡ đó đó, bông ngoài 40 vậy, chục bự bự luôn. Này chùm này cây 2, 4, 6, 8, 10, 20, cỡ 40 con đó cô chú anh chị, gần 40 con, cũng có mấy con nhỏ. Còn nhiều bộ bự không à, gần 40 con này là cũng 4-5 kg đó cô chú anh chị, nếu mà chuột bự thì cũng cỡ 5 kg á, 4 kg ngoài 5 kg, tại bữa lúc nên 31 con là 4 kg mấy đâu không à, không à. Chắc vô luôn hả, ngồi bên kia, vô bên kia chắc chuột ha. Rồi bây giờ để nên chắc vô, bây giờ nên hai chồng nên phải giác gặp về bển nữa nè, giác gặp về tuốt bị bên chạy bển đó. Đi đây băng qua tuốt mấy cách đây mấy miếng đất ra ngoài có cái đường nước bự đó, xong rồi băng qua bên kia thêm vài miếng đất nữa, mấy trái cái đường nước chính đi vô chạy, đi thẳng vô tuốt trong kia, bởi vì tối là nên tự trong chạy nên thay nhìn trong chạy trong đó đó. Nên nó cái chạy chàng trai nên chỉ nè, có cái nhà lên vàng vàng đó là cái chạy nên nằm khúc trong đó đó. Bởi nên thấy cái đèn nhá bên này nè, ngay chân chỗ nên đứng nè, nhá bên này nè là tự bển nên ban qua đây, cái gì mà còn không kịp đó chú anh chị, tại từ luồng bẫy của nên là từ ngay chân cái khúc này, khúc cần cây mít đó đó, dài xuống tuốt ở dưới khúc hàng bạch đàn ở dưới đó. Gì mà không kịp đó, dài xuống cái hàng bịch đàn ngay chân tay lên chỉ nè, ngay chân cây cột đèn á, là ngay đó đó, là nên đặt dài xuống đó đó. Mà mình thấy đèn đây mà bển nên chạy xiết qua mà không kịp, đổ sạch sẽ của nó anh chơi luôn, không chừa cái nào luôn. Còn có mấy cái mà nên dính sao á,
là còn được 6 con. Rồi, giờ để nên sắp xếp về vác vô bển hay cô chú anh chị mấy ký hết luôn rồi 4 ký. Rồi từ sáng nên còn được 4 ký. Hai tối mà không đổ này nên kiếm 7-8 ký khỏe rồi. Từ tối nên đổ bị đổ cho này. Rồi sáng được 4 ký của chú chị. Kệ đi cũng đỡ. này rồi thì nên cũng xin tạm dừng video đây hai cô chú anh chị. Thì bữa nay nên cũng đi về luôn. Tạm biệt cái động này. Giờ nó để ý rồi, đặt cái nó phá quá chừng khóa rồi. Cho nên nay nên đi về ha. Nay nên về nhà rồi cái đi kiếm đồng khác đặt ha cô chú anh chị. Thì nên cũng xin tạm dừng video đây luôn. Thì nên hẹn cô chú anh chị lại video sau. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye. Chào dài.